Ừ. Đưa đây, lại. Thôi mẹ, mẹ nhọn rồi, mẹ ơi đừng rút nước nhọn rồi. Nghỉ đi đừng cho uống nữa. Nó uống đi về nhiều rồi. Nó ăn trong học hả? Hết. Nhọn. Đẩy nó quanh kia đi. Quay. Này. Đó thôi. Tan nát chân luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Dẫn em ra như là gì? Đẩy nó qua đây nè mẹ ơi. Đẩy nó qua ăn lượng nè. Đây. Nó quẹo rồi nó vô đây. Mẹ con đâu rồi? Mẹ con đâu rồi? À, à. Mẹ con đâu rồi? Yay!
Gì? Nghe đưa em đi.